Cải thiện vị trí trên BXS FIFA là một trong những mục tiêu mà huấn luyện viên Mano Poking đang nhắm tới cùng đội tuyển Thái Lan. Sau hai chức vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Mano Poking đang nhắm tới những mục tiêu cấp châu lục và xa hơn là World Cup. Trên con đường thực hiện mục tiêu này, một cái đích ngắn hạn mà bóng đá Thái Lan muốn thực hiện là cải thiện vị trí trên BXS FIFA, lấy lại ngôi đầu khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, voi chiến đang đứng thứ 111 trên BXS, kém 15 bậc so với đội tuyển Việt Nam. Kinh cấp 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới được coi là một cơ hội để đội bóng xứ chùa Vàng kiếm thêm những điểm số quan trọng. Khác với hai lần tổ chức gần nhất, Thái Lan không còn mời những đối thủ từ Đông Nam Á, theo nguồn tin mới nhất, họ đã gửi lời mới tới ba đội tuyển UAE, Lebanon và Ấn Độ. Cả ba đội bóng này đều đang có thứ hạng FIFA cao hơn Thái Lan, UAE xếp thứ 70, Lebanon 100, Ấn Độ 106. Nếu toàn thắng và giành chức vô địch, đội tuyển Thái Lan có thể giành thêm khoảng 8 đến 10 điểm trên BSF. Nhờ đó, voi chiến sẽ áp sát top 100 và thu hẹp khoảng cách với tuyển Việt Nam. Bảng xếp hạng FIFA ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phân nhóm hạt giống cho các chiến dịch quan trọng như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan được đánh giá là hợp lý, vừa giúp đội tuyển có dịp cọ sát với các đối thủ chất lượng, vừa mở ra cơ hội thăng hạng. Lần gần đây nhất Thái Lan đứng trên Việt Nam ở BXS FIFA đã là từ năm 2016 kể từ năm 2017, nhờ chiến dịch vòng loại Asian Cup thành công, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á và duy trì vị trí cho trong suốt những năm tiếp theo dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp đội tuyển Việt Nam duy trì vị trí ổn định trong top 100 thế giới trong suốt 5 năm nắm quyền. Dấu bé Music dấu lớn